À, xin chào anh em, hôm nay Cần Câu Nhật Bản Fly xin giới thiệu với anh em lô cần Fit nha. Trong nó có 10 cây Fit rút và một cây ráp hút. Đấy. Thì trong đây có cần đọt nhỏ và cần đọt lớn một chút nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh giá chi tiết từng cây cho anh em xem nha. Rồi, cây mã số 1, 36 hay 80k. Cây này cán khá là đẹp đấy. Này nó vẫn kim loại hả? Mình không vẫn ra. Cây này thì nó có cái hãng của nó đây. Hàng đầy qua này. Nó hơi hơi cũ một xíu này. Có chày này. Cây này đợt lớn nha nha. Cây này đợt 1 ly 8. Đợt 1 ly 8. Các đầu của lóng là nó được bọc kim loại nha. Đấy, các đầu nó được bọc bằng kim loại này. Và trong thì nó cũng ít xước. Đây, đầu kim loại nó dính mồi dính gì này. Nè. Nè, cái này mã số 1 36 280k. Bao ship toàn quốc. Mã số 1. Nặng là 190 gram, chiều dài thu gọn là 93 cm. Mã số 2 là một cây 3m5 300k. Cái này là TR. Đây. Cái này thì cũng được bọc lóng nha, bọc lóng trên nha. Cái này thì đọt cứng, đọt cái đọt nó bự hơn này. Nó được đọt 2 ly nha ạ. Đọt cứng ha. Đấy, cây này còn rất là mới, không có chảy xước gì nhiều. Có các vết xước nhẹ ha. Này, cái lóng này thì nó mất cái khoen inox giống vậy ha. Đấy, lóng đầu tiên nó mất. Theo mình nghĩ thì cái lóng đầu tiên thì nó cũng không sao. Đây, nó mất cái khoen nó dính keo này, anh em về cạo đi nha. Nó lấy tay cạo rồi nó ra này. Đó, ha. À, cây này tổng thể thì còn khá là mới, khoảng 90%. Lóng đầu tiên thì nó có chày xước nhẹ. Cây này nặng 160 gram, chiều dài thu gọn là 99 cm. Cây này 300k bao ship toàn quốc. Mã số 2 tiếp tục là một cây mã số 3, 4m3 nha anh em. Cây này hàng nội địa Nhật, Olympics HF15 6. Cái này thì cũng được quấn được bọc kim loại nha, bọc inox nha. Này là keo mồi dơ này nha, chùi được nha anh em, về lau chùi đi. Đấy, mình cả chùi nó ra này không, anh em về lau chùi, chịu khó lau chùi nha. Cái này thì đọt mảnh, đọt tầm hơn 1 ly thôi. Cái này còn rất là mới. Này nó có cấp sơn nhẹ. Đấy, còn các lóc khác thì rất là đẹp, nó không bị chày gì nhiều. Xước nhẹ thôi chứ không có chày nhé. Rồi, cây này nặng 210 g. Chiều dài thu gọn là 86 cm. Cây này 350. 4m3 350 nha. Bao ship toàn quốc. Mã số 3. Tiếp tục là một cây mã số 4, cây 4m5. Xin lỗi, cây 4m4 250k. Cây này thì nó hơi bị bạc màu, bị chóc sơn này nha. Đấy.
nó chọc sơn như thế này. Này đọt lớn hơn này. Cái này đọt 2 ly 3 nha mọi người. Có chóc sơn này. Lô cần tiếp nha. Đấy. Có chóc sơn. Tổng thể là như thế. Rồi, cây này nặng 240 gram. Chiều dài thu gọn là 105 cm. 44, mã số 4 250k, bao ship toàn quốc. Tiếp tục là một cây mã số 5 5m3, cây này 500k nha. Cây này thì 5m3 hàng dài. FG này. Đấy. Một số chữ Nhật. Cây này còn nút nha. Đọt lớn. Cái này đọt 1 ly 8 nha anh em. Cái này khá là mới. Không thấy vết chày gì nhiều. Không có vết chày gì nhiều hết. Này. Cái này 330 gram. Chiều dài thu gọn là 1m1. Mã số 5 5m3 500k, bao ship toàn quốc. Tiếp tục là một cây mã số 6 4m5. Cây này 450. Cán sơn nhám nha nha. Đấy. Còn nút. Cái này đọt lớn nha anh em. Đọt 2 ly. Còn khá là mới. Này nó có bạc bạc sơn, cả nhiều quá bạc sơn. Còn lại trong sơn rất là mịn, rất là chuẩn nha. Rất là đẹp. Đấy. Một bạc kim tuyến này. Rất là đẹp đấy. Cái này rất là đẹp nha anh em. Rồi, cái này 250 gram. Chiều dài thu gọn là 105 cm. Cái này 4m5 550k, mã số 6, bao ship toàn quốc. Tiếp tục là cái mã số 7, cây 5m2 nha. Cái này cũng là cái to. Đấy, nãy giờ mình quên thằng đo cái lóng cho anh em xem. Rồi, lóng đầu tiên này. 2 phi 20. Cái này thì 18. Này phi 22. Này phi 24. Này phi 28. Này phi 26, 24 luôn. Cây số 7 phi 3, cây số 7 phi 27. Rồi cây cây 5m2 408. Nó bị chóc sơn nha anh em. Rồi cây này đọt 2 ly. Mình đo lại nha. Rồi đúng rồi, 2 ly nha. Trong là màu nâu nha. Chắp sơn này. Có bạc màu nha.
Đấy. Có chóc sơn nha, có chày xước nha. Cây này 5 mét, xin lỗi, cây này 340 gram, chiều dài thu gọn là 102 cm, 5m2 mà số 7, 408 lên nhà 450 thôi. Tiếp tục một cây mã số 8, cây 36, 280k. Cây này cán cuốn nhựa nha, như thế này nha, có chóc sơn này, chày này, đợt mạnh. Bên trong là màu nâu nha anh em. Rồi, cây này là nặng 180 gram, chiều dài thu gọn là 108 cm, này đợt mảnh, này đợt 1 ly, đợt 1 ly nha anh em. Cây mã số 8, 280k, mã 36. Tiếp tục một cây mã số 9, cây này 5m2, 650 nha, hiệu kinh đình này. Này, cây này thì nó có vết chày ở đây. Đợt lớn này, cái này đợt 2,3 ly, ống 27, ống phi 27, đấy rất là mới. Cây này nặng 400 gram, chiều dài thu gọn là 1 mét, mã số 9, 5m2, 650k, bao ship toàn quốc. Tiếp tục là một cây 5m2, mã số 10, 400k. Cây này phíp đỏ nha, cây này nó không có phải là bị chóc sơn đâu nha anh em, cây này là cái kiểu sơn nó vậy ha, lỗ. Đầu cũng vậy này, các lóng khác cũng vậy này, thấy không? Đấy, lóng nào nó cũng như thế hết. Cái này phíp đỏ nha anh em. Đấy. Nó chắc. Rồi. Rồi, cây này thì 1 ly 8. Rồi, còn cái nhóm là phi 26. Rồi, khá là mới. Không có chày xước gì nhiều ha, không thấy chày xước luôn á. Cái này 320 gram, chiều dài thu gọn là 110 cm, mã số 10, 5m2, 400k, bao ship toàn quốc. Tiếp tục là cây mã số 11, cây 4m5, 300k. Cây này là cây rắc khúc nha anh em. Đấy, này nó bị dính keo, dính đồ. Này thì chóc sơn này. Cây này có 5 lóng anh em ạ. Cây này nặng 190 gram,
chị giờ thu gọn là 108 cm. Đó, 300k, 4,5 m. Mã số 11 đấy. Anh em nào ưng cây nào thì vui lòng inbox Zalo cho mình, theo số điện thoại là 0931272712. Rồi báo cho mình là video này là video nhiều 38 à. À, video 38 ngày 30 tháng 10. Rồi, xin cảm ơn anh em.